Xin chào mọi người. Hồi sáng đã kiểm tra rồi, không thấy. Nhưng mà bây giờ 1 giờ tự nhiên thấy ra. Rồi sẵn tiện là chiến thuật ở rễ hay quá, dịch xong cái lên luôn, thu luôn cho mọi người cùng nghe. Thành ra là thôi bị áp thu huyền thoại chiến thần luôn. Mới thấy xuất hiện bản dịch á, bản dịch người ta dịch á. Huyền thoại chiến thần tập 171. Lưu Cảnh Minh cười thầm trong lòng, hóa ra cái được gọi là huyền thoại chiến thần cũng chỉ có tiêu chuẩn đến đây mà thôi. Đàn ông có người nào mà không ăn vụng đâu chứ. Vậy thì tôi xin chúc mừng Phó Chủ tịch Giang. Anh ta chắp tay lại, sau đó cất tờ chi phiếu vào, lại nói với Miêu Đồng. Xem như lần này cô may mắn đó, có Phó Chủ tịch Giang thay cô gánh nợ. Lần tiếp theo sẽ không có vận may tốt như thế đâu, tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lưu Cảnh Minh rời khỏi bộ phận nghiên cứu. Đã có danh sách tình nguyện bỏ ra 15 tỷ, vậy thì không còn chuyện gì đáng phải nói. Chờ một lúc chủ tịch có hỏi thì chuyện này cũng có cách giải thích. Thượng Hướng Đông ở bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có 15 tỷ này coi như là anh ta đã được thở phào, không cần phải lo lắng bị xử phạt. Có thể nói 15 tỷ của danh sách không phải chỉ cứu một mình Miêu Đồng mà đã cứu toàn bộ bộ phận nghiên cứu. Buổi trưa, một mình Giang Sách ngồi trong quán ăn gần công ty, chọn vài món ăn, vừa ăn uống, vừa suy nghĩ đến chuyện 10 giờ tối nay đến nhà Miêu Đồng. Lúc này, lại có một người đàn ông không mời mà tới, trực tiếp ngồi đối diện với Giang Sách. Cái gì vậy? Giang Sách ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không phải là người ngoài, người này chính là đàn anh Tuần Dương, là người đã đẩy hết lỗi lầm và trách nhiệm cho Miêu Đồng. Hình như là mình và anh ta không thân quen gì cho lắm. Sao lại ngồi đối diện với mình chứ? Gia Sách không lên tiếng nói chuyện, biết đối phương đã ngồi thì chắc chắn là người ta có chuyện muốn nói với mình. Quả nhiên, không đợi Gia Sách lên tiếng, Tuần Dương liền chủ động nói: Phó Chủ tịch Giang, 10 giờ tối nay anh đến nhà Miêu Đồng e là không đơn giản như lời nói. Gia Sách gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Anh có ý gì chứ? Tôi nghe không hiểu. Tuần Dương mỉm cười: Phó Chủ tịch Giang, anh còn giả vờ cái gì nữa? Dựa vào thân phận và địa vị cùng với tiền tài của anh, muốn phụ nữ kiểu nào mà chẳng có, bỏ ra 15 tỷ có thể tìm được một người phụ nữ có vóc dáng quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp hơn Miêu Đồng gấp trăm lần. Giang Sách cười nói: Tôi thích kiểu người như thế đó, không được sao? Tuần Dương xa sầm mặt: Được rồi, ở đây cũng không có người ngoài, Phó Chủ tịch Giang có thừa nhận đi, tối nay anh đến nhà Miêu Đồng là vì chuyện thành phố ngầm sao? Oanh! Gia Sách chỉ cảm thấy có một tiếng sấm đang nổ vang trong đầu mình. Chuyện mà mình muốn hỏi thăm về thành phố ngầm, cho dù là Miêu Đồng hay Lưu Cảnh Minh thì chẳng ai biết. Tại sao Tuần Dương lại biết chứ? Mình chưa hề nhắc tới ba chữ này ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Sao lại có chỗ sơ suất như vậy chứ? Gia Sách có chỗ cố ý giả vờ không hiểu. Anh vừa nói cái gì? Tôi không hiểu. Tuần Dương cười cười. Anh ta cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại kề sát tới trước mặt Giang Sách, nhỏ giọng nói: Không cần phải giả vờ đâu, tôi biết hết tất cả mọi chuyện của anh rồi. Anh là gián điệp của khoa học kỹ thuật Trọng Môn, đúng không? Cái gì? Giang Sách lại càng ngơ ngác, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Tuần Dương tiếp tục nói: Lúc đầu tôi còn tưởng là ai sẽ cho Miêu Đồng tấm chi phiếu kia, không ngờ lại là anh. Giang Sách nghi ngờ hỏi: Sao vậy? Ngay từ đầu anh đã biết là sẽ có người cho Miêu Đồng tấm chi phiếu hay sao? Đương nhiên rồi. Tuần Dương vô cùng tự hào mà nói ra: Tôi cố ý làm hỏng dự án để Miêu Đồng gánh vác trách nhiệm, chính là vì để người khoa học kỹ thuật Trọng Môn có thể thừa nước đục thả câu mua chuộc Miêu Đồng. Giang Sách là người thông minh, không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần mấy câu nói đó là có thể biết được mục đích của đối phương. Anh dò hỏi: Cho nên ngay từ đầu các người đã lên kế hoạch kỹ càng để Miêu Đồng chịu trách nhiệm, làm cho cô ta cảm thấy oán hận khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc. Sau đó khoa học kỹ thuật Trọng Môn sẽ cho cô ta tiền và lôi kéo cô ta, đúng không? Đúng là như thế. Làm như vậy chắc chắn Miêu Đồng sẽ cảm thấy biết ơn khoa học kỹ thuật Trọng Môn, từ đó có thể moi tin tức của thành phố ngầm từ trong miệng cô ta không phải là khó. Tuần Dương hỏi: Sao vậy? Anh không biết đến kế hoạch này sao? Giang Sách cố ý nói: À, tôi chính là người chịu trách nhiệm thanh toán, có rất nhiều chi tiết bọn họ không nói cho tôi. Tuần Dương cười nói: Người phụ nữ đó của khoa học kỹ thuật Trọng Môn chính là như vậy đấy. Đều xem chúng ta như là quân cờ, muốn sai bảo như thế nào thì sai bảo như thế đó. Từ trước đến nay không hề chú ý đến cảm nhận của chúng ta.
Nếu như không phải tôi đủ thông minh thì cũng đã bị cô ta làm cho mơ mơ màng màng rồi. Cũng không biết hóa ra Phó Chủ tịch Giang đây chính là bạn. Gia Sách nghe xong trong lòng cười thầm. Trên đời này chuyện đáng sợ nhất đó chính là tự cho rằng mình thông minh. Thực ra thì chẳng qua là Giang Sách trùng hợp đưa cho Miêu Đồng 15 tỷ trước khoa học kỹ thuật Trọng Môn một bước. Kết quả lại bởi vì vậy mà Tuần Dương xem như Giang Sách là đồng bọn của mình. Đúng là vừa bực mà lại vừa buồn cười. Gia Sách cảm khái trong lòng, nếu không phải có thần trợ công là khoa học kỹ thuật Trọng Môn thì không biết lúc nào mình mới có thể có được ấn tượng tốt của Miêu Đồng để dò hỏi bí mật về thành phố ngầm. Như vậy, khoa học kỹ thuật Trọng Môn bận rộn tới lui cuối cùng lại để cho Giang Sách gặt được thành quả. Chắc là bọn họ đang giận đến chết đi được. Giang Sách mỉm cười rót cho Tuần Dương một ly rượu đầy. Nếu như bây giờ đã biết rõ thân phận của nhau, vậy thì chúng ta nên trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút, tránh để cho việc cứ bị người khác quay mòng mòng. Anh nói đúng lắm, Tuần Dương nói ra. Suy nghĩ của tôi cũng giống như anh. Nếu như sau này khoa học kỹ thuật Trọng Môn có mệnh lệnh gì nữa thì chúng ta bù đắp cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có được không? Gia Sách sảng khoái đồng ý, tôi tán thành. Hai người cạn ly với nhau, uống một hơi cạn sạch. Tuần Dương mừng thầm trong lòng, sau này có thêm một cánh tay đắc lực là Gia Sách trợ giúp, hành động ở khoa học kỹ thuật thật là cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trong lòng Gia Sách cũng vui thầm, không ngờ là bây giờ mình còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đã hái quả ngọt của khoa học kỹ thuật Trọng Môn lại đào ra gián điệp của đối phương. Chuyện này đúng là thú vị mà. Có trò hay để xem rồi đó. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc chủ tịch khoa học kỹ thuật Trọng Môn, lão Gia Trích đang vung gậy đánh gôn, chơi gôn ở trong phòng. Cánh cửa đạp ra, Laura tức giận thở hổn hển vọt vào, chân dẫm thật mạnh. Lão Gia Trích nhìn Laura, không cần phải hỏi thì trong lòng cũng đã có suy đoán. Ở một vài phương diện nào đó, Laura và River vô cùng giống nhau. Bọn họ đều rất thông minh, người thông minh khó tránh khỏi kiêu ngạo. Chỉ là so ra mà nói thì Laura tương đối tỉnh táo, bình thường sẽ không để lộ ra ngoài, không kích động giống như River. Nhưng mà tỉnh táo thì tỉnh táo, không có nghĩa là Laura không có tính tình, không có kiêu ngạo. Đôi lúc trái ngược, có đôi lúc Laura căn bản không xem người khác là gì. Cô ta chỉ vô cùng tức giận trong một trường hợp duy nhất, đó chính là kế hoạch của cô ta đã bị thất bại. Kế hoạch thất bại trong tay người khác, nhìn bộ dạng ngày hôm nay, chắc chắn là chuyện liên quan tới Miêu Đồng đã xảy ra vấn đề. Lão Gia Trích hỏi, sao lại tức đến mức hỗn hển như thế chứ? Có phải là kế hoạch mua chuộc Miêu Đồng đã thất bại được không? Đúng vậy. Lão Gia Trích cười nói, kế hoạch này vốn dĩ có nguy cơ nhất định, thất bại cũng là chuyện bình thường. Nói cho cha nghe thử xem, là Lưu Cảnh Minh phát hiện ra mánh khóe của Nhu hay là Miêu Đồng dựa vào lý lẽ biện luận mà bắt được Tuần Dương thế? Đều không phải. Ồ, vậy thì khá thú vị đó nha. Lão Gia Trích dừng lại động tác đánh gôn trong tay, dò hỏi, vậy cha muốn nghe thử xem rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu. Laura khẽ cắn môi rất bực bội nói ra, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch của con. Tuần Dương đã thành công đẩy hết trách nhiệm cho Miêu Đồng, mà Miêu Đồng cũng bởi vì không gánh vác nổi số tiền bồi thường kết xù 15 tỷ mà hoàn cảnh khốn khổ bất lực. Lão Gia Trích gật đầu, thế chẳng phải là kết thúc rồi sao? Tìm người nhét cho Miêu Đồng chút tiền giúp cô ta đền bù, chẳng phải cô ta sẽ trở thành người của chúng ta sao? Vấn đề nằm ở đó đó. Lão Gia tức đến nỗi muốn nhảy dựng cả lên. Cái tên khốn nạn đáng chết ấy, thế mà lại đưa tiền cho Miêu Đồng trước chúng ta một bước, giúp cô ta vượt qua khó khăn. Bây giờ Miêu Đồng đã trở thành người của anh ta. Lão Gia Trích ngỡ ngàng. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ bận rộn cả ngày trời, cuối cùng đến lúc hái quả ngọt thì lại bị người khác cướp mất. Chẳng trách Lão Gia lại tức giận như thế. Nếu đổi lại là lão Gia Trích mình gặp phải chuyện này, mình cũng sẽ tức giận giận chân. Ông ta tò mò hỏi, là tên khốn kiếp nào lại làm ra lại chuyện thất đức như thế chứ? Lưu Cảnh Minh hay là Thượng Hướng Đông? Thực ra thì bản thân giả là lão Gia Trích cũng biết rằng không thể nào là hai người đó. Lưu Cảnh Minh không có lý do gì để giúp đỡ Miêu Đồng. Thượng Hướng Đông thì không có nhiều tiền như thế. Hai người đó đều có thể loại bỏ. Nhưng ngoài trừ hai người đó ra, ông ta thật sự không nghĩ ra được người nào có thể giúp đỡ Miêu Đồng. Cho đến khi Laura nói ra tên người kia là Giang Sách Cạch. Sắc mặt lão Gia Trích lập tức biến đổi. Lúc đầu ông ta còn muốn khuyên Laura rộng được một chút, thất bại thì thất bại, không cần phải so đo quá nhiều. Nhưng sau khi nghe thấy hai chữ Giang Sách, lão Gia Trích không còn giữ bình tĩnh được nữa. Cái tên ranh đáng chết này đã phá hỏng biết bao nhiêu chuyện của lão Gia Trích hắn, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn nữa.
dám cướp mất thành quả. Ghét đến nỗi muốn giết chết hắn mà. Mối thù của River vẫn còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại tăng thêm mâu thuẫn. Lão Jared tức giận, bẻ gãy cây gậy đánh gôn, hung hăng nói: tên khốn nhân sắc này, ông đây không để yên cho cậu ta đâu. Thở phì phò một hơi, ông ta hỏi: có biết lý do tại sao gia sách lại giúp đỡ Miêu Đồng hay không? Lão Đào nói ra: căn cứ theo những gì thám tử đã báo cáo, bọn họ nói là gia sách nhìn trúng Miêu Đồng, muốn nhân cơ hội này để chiếm hữu Miêu Đồng. Đúng thật là Miêu Đồng cũng bởi vì 15 tỷ mà khuất phục. Chỉ là, Lão Đào nói, từ trước đến nay gia sách đều theo hình tượng một người đàn ông tốt, còn không tin anh ta là có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế. Lão Đào nói ra: là do con không hiểu rõ đàn ông thôi. Trước kia lúc cậu ta ở khu Giang Nam, ngày nào cũng có vợ kè kè bên cạnh, đương nhiên sẽ giả vờ có bộ dạng lòng không gợn sóng. Bây giờ để đến thủ đô, vợ căn bản không thể quản được cậu ta, không phải là bản tính cậu ta sẽ lộ ra hay sao? Có một câu nói rất hay: hoa thơm cỏ lạ, đàn ông mà lén lút sau vợ mình gian chiếu với người khác cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cha cảm thấy tức giận, một kế hoạch vô cùng tốt là để cho cái tên gian sắc đó chiếm lợi. Tức giận thở phì phò mấy hơi, Lã Gia Rết lại hỏi: à đúng rồi, thân phận của Tuần Dương có bị lộ hay không? Tạm thời vẫn chưa. Được rồi, xem như trong cái rủi có cái may. Lã Gia Rết nói: trong khoảng thời gian này cũng đừng liên lạc với Tuần Dương, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, cái tên cáo già Giang Hàn Phi đó chắc chắn sẽ có nghi ngờ. Tuyệt đối không thể để Tuần Dương bị lộ ra, cậu ta vẫn còn có tác dụng đối với chúng ta. Lão Đa gật đầu: con hiểu chuyện đó mà, ngoài trừ cha nuôi và con ra, chắc chắn không có người thứ ba nào biết thân phận gián điệp của Tuần Dương, chúng ta có thể yên tâm. Buổi tối, bầu trời giăng kín những vì sao. Có một chiếc xe hơi đen nhánh dừng trước cửa nhà dân. Cửa xe mở ra, một vóc người mạnh mẽ, rắn rỏi bước xuống xe. Miêu Đồng ở đây sao? Khá là yên tĩnh đó. Giang Sách đóng cửa xe, cất bước đi đến cửa nhà Miêu Đồng. Như những gì Giang Sách đã yêu cầu, từ đầu cửa không được khóa, chỉ khép hờ. Giang Sách vừa đưa tay đẩy là cửa đã mở ra. Anh nhấc chân đi vào bên trong. Ngọn đèn lớn ở trong nhà đã được tắt đi, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, khiến nó trông vô cùng mập mờ. Giang Sách hắng giọng lên tiếng dò hỏi: Miêu Đồng, cô có nhà không? Lúc này chỉ nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người xinh đẹp bước ra ngoài, đó chính là Miêu Đồng. Miêu Đồng bây giờ và lúc ở bộ nghiên cứu như là hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ cô ta mặc một chiếc váy màu hồng phấn, phơi bày dáng người hoàn mỹ trước mặt Giang Sách, giống như một bữa tối phong phú chờ đợi Giang Sách đến thưởng thức. Đáng sợ nhất là Miêu Đồng còn đã uống một ít rượu. Chính vì vậy mà gương mặt cô ta hơi ửng hồng, trong mắt mang theo men say, khiến cho người khác nhìn thấy mà muốn che chở. Đàn ông khi đứng trước cực phẩm như thế căn bản không có khả năng giữ được mình. Thế nhưng là Giang Sách lại khá xấu hổ mà hắng giọng. Anh nói: này Miêu Đồng, cô ăn mặc như thế để làm cái gì chứ? Miêu Đồng ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Không phải là đàn ông bọn anh đều thích như thế này sao? Anh cho tôi 15 tỷ, cứu mạng tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để anh vui vẻ. Hả? Vui vẻ cái quỷ gì chứ? Trong đầu Giang Sách loạn cào cào: không phải, tôi không muốn như vậy. Miêu Đồng lập tức sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách. À, tôi hiểu rồi, anh không thích kiểu chủ động ôm ấp như thế này, đúng không? Được rồi, anh cứ bắt đầu đi, tôi sẽ phối hợp với diễn xuất của anh, đảm bảo sẽ khiến anh cảm nhận được cảm giác bá vương thượng ngạnh cung là một cách chân thật. Thì chút nữa, Giang Sách đã phun ra một ngụm máu. Trong lòng Miêu Đồng, mình đã trở thành cái gì rồi chứ? Hình tượng hoàn toàn không còn hay sao? Anh thở dài, cầm lấy cái ly ở trên bàn, rót một ly nước cho Miêu Đồng. Uống nước cho tỉnh táo chút đi. Hôm nay tôi đến tìm cô cũng không phải là muốn làm chuyện đó cùng cô, mà là có một chuyện khác muốn hỏi cô, hả? Miêu Đồng trợn tròn hai mắt. Anh có ý gì chứ? Không phải là ban ngày anh còn... Ban ngày tôi nói như vậy chỉ là vì không muốn để bọn người Lưu Cảnh Minh và Thượng Hướng Đông phải nghi ngờ. Vẫn là câu nói đó, tôi không có hứng thú với cơ thể cô. Miêu Đồng vừa vui mừng lại vừa thất vọng, đau lòng. Vui mừng đương nhiên là bởi vì mình không cần phải vì chuyện đó mà bắt đi sự trong trắng. Là phụ nữ thì đương nhiên phải vui mừng rồi, nhưng cô ta cũng rất thất vọng. Mình lại không có hương vị phụ nữ như thế sao? Đã chủ động như vậy rồi mà đối phương còn không có hứng thú với mình, cho dù chỉ là một chút, đúng là thất bại mà. Cô ta hậm hực nhận lấy ly nước uống một ngụm. Nói đi, rốt cục anh muốn dựa vào tôi để có được lợi ích gì?
Giang Sách gật đầu, cuối cùng cũng đã đi vào chủ đề chính. Anh vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm chuyện liên quan đến thành phố ngầm, ngay sau đó liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt lại không chỉ đóng cửa còn mở đèn nhỏ này chứ. Miêu Đồng, chị đang làm cái quái gì thế? Vừa mới nói xong, người kia liền mở ngọn đèn lớn lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Giang Sách ở trong phòng. Sau sự im lặng dài đằng đẵng, cô gái kia liền hét ầm lên: "A, anh trộm, bắt anh trộm!" Miêu Đồng bật đứng dậy: "Im đi, Giang Sách không phải là anh trộm đâu, là tôi mời anh ta đến đây." Nhìn thấy Miêu Đồng, cô gái kia thở vào một hơi. Cô ta nhìn bộ dạng Miêu Đồng rồi lại nhìn sang Giang Sách, dường như là hiểu ra cái gì đó, cười đùa: "Ôi chà, bà cô Miêu Đồng chính trực của chúng ta từ lúc nào học được cách anh phục như thế, thế mà còn đưa đàn ông về nhà nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ cơ mà. Anh ta không phải là đông lạ đâu. Vậy thì anh ta là ai?" Anh ta là bạn trai mới của tôi, Giang Sách." Miêu Đồng bị ép đến nóng nảy, không thèm quan tâm nữa, cũng mặc kệ Giang Sách có đồng ý hay không, tự nhận định Giang Sách là bạn trai của mình. Cô gái kia nhìn Giang Sách cười lại một tiếng: "Hôm qua vừa mới bị mẹ mắng một trận lớn tuổi rồi, không thể kết hôn, ngày hôm nay lại tìm một bạn trai trở về nhà sao? Miêu Đồng à, có phải là chị bị đẩy vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm hay không hả? Hình như là hơi sơ sài rồi đó. Cho dù chị có muốn tìm đàn ông thì cũng phải chọn lựa một chút chứ. Chị nhìn cái người mà chị tìm đi kìa, xấu quá đi mất. So ra có thể so sánh với oppa của chúng ta được không?" Miêu Đồng tức giận, tim đập thình thịch, hận không thể đi lên đánh cô ta hai cái bàn tay. Giang Sách thì bất đắc dĩ cười khổ: "Đối với những người tham gia quân đội lâu dài như bọn anh, phải kiếm ăn trên lưỡi dao, làm sao có thể liên quan đến hai từ đẹp trai được chứ. Nhưng mà anh tự nhận mình cũng không đến nỗi xấu, đúng không?" Đây là lần đầu tiên bị xem thường như thế. Giang Sách tò mò hỏi: "Người này là ai vậy?" Miêu Đồng tức giận nói: "Em gái của tôi, tên là Miêu San." Giang Sách gật đầu: "À, là em gái của cô, chẳng trách." Miêu San đứng đối diện, nhí nhíu mày, không vui hỏi: "Chẳng trách cái gì? Cái gì mà chẳng trách chứ?" Giang Sách chỉ vào Miêu San, rồi lại chỉ qua Miêu Đồng, anh nói: "Cô là em gái, tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên chẳng trách. Còn chưa dậy thì, cô nhìn dáng người của mình đi kìa, giống hệt như cái ván giặt đồ, đằng trước đằng sau, trên cơ bản không hề khác nhau. Nhìn phía trước của cô đi, ai mà không biết thì còn tưởng là trên lưng cô có hai cái đinh đó. Nhìn lại chị gái cô đi, dáng người gợi cảm bốc lửa như thế, biết bao đàn ông mơ tưởng chứ. Này, em gái, nhanh đi vào trong phòng xem cừu vui vẻ đi. Chờ một lát nữa, chú sẽ phụ đạo dạy cháu làm bài tập, dạy cháu chương trình hai biến." Không thể không nói, cái miệng này của Giang Sách có đôi khi rất độc địa. Vốn dĩ, Miêu Đồng đang rất tức giận, sau khi nghe thấy lời này của Giang Sách, trong nháy mắt liền không được dập tắt một nửa, nhìn không được mà bật cười. Về phần Miêu San, từ gương mặt âm trầm đáng sợ của cô ta là đã có thể nhìn ra cô ta tức giận đến cỡ nào. Vóc dáng của cô ta vẫn luôn là nỗi đau mà cô ta không đành lòng nhắc tới. Bây giờ lại bị Giang Sách chế nhạo thẳng thừng như thế, là phụ nữ làm sao có thể chịu được kết quả như thế chứ? Anh muốn chết. Nói xong, Miêu San cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số: "Alo, ông xã à, em bị người khác bắt nạt, mau đến nhà em một chuyến đi, trút giận giúp em." Sau đó cúp điện thoại, Miêu San ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía Giang Sách, nhè răng trợn mắt nói: "Tôi đã gọi điện thoại cho chồng tôi rồi, anh cứ mà chờ chết đi." Miêu Đồng hốt hoảng, nhanh chóng đẩy Giang Sách đi: "Anh, đi anh lên đi, bạn trai của nó là một tay đánh võ Sanda đó, nếu như đánh nhau rồi thì anh không phải là đối thủ đâu, đi, đi nhanh đi." Ai ngờ rằng Giang Sách chẳng những không chịu đi, ngược lại còn đặt mông ngồi xuống, bộ dạng cà lơ phất phơ. Bạn trai của trẻ con mà thôi, vậy chắc chắn cũng là đứa trẻ con. Một đứa trẻ luyện võ Sanda thì có thể lợi hại tới cỡ nào chứ? Miêu Đồng, cứ ngồi xuống đi, không cần phải hoảng sợ. Nghe thấy Giang Sách căn bản không sợ bạn trai của Miêu San, dù sao thì trong mắt Huyền Thoại Chính Thành, người bình thường không đáng để anh phải kinh ngạc. Miêu Đồng lại không nghĩ như vậy. Trong mắt Miêu Đồng, Giang Sách chỉ là một tên công tử nhà giàu, là cái loại có tiền là chẳng biết mình là ai. Nếu như không có một người cha giỏi, có lẽ là Giang Sách đã phải chết đói rồi. Đây chính là hình tượng của Giang Sách trong lòng Miêu Đồng. Cho nên Miêu Đồng không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đi qua, kéo cánh tay Giang Sách, vừa kéo vừa nói: "Coi chừng anh bị đánh mặt mũi sưng chù vù đó. Bạn trai Vương Mãnh của nó ghê gớm lắm đó. Nghề của cậu ta là đánh Sanda. Đừng nói là anh, có rất nhiều người luyện võ Sanda để đã bị Vương Mãnh đánh bại. Đi nhanh lên đi, nếu không thì anh sẽ bị thua thảm hại đó." Trong quá trình hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo, một tiếng thắng xe chói tai liền truyền đến. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập: "San San, em không sao đó chứ?"
Người xuất hiện chính là bạn trai của Miêu San, Vương Mãnh. Miêu Đồng lập tức che hai mắt. Tiêu đời rồi, không còn kịp nữa rồi, cho dù bây giờ có muốn rời đi cũng không được. Miêu San cố ý giả vờ, lộ ra bộ dạng yếu ớt đáng yêu, nép vào lồng ngực của Vương Mãnh, khóc sướt mướt. Ông xã à, em bị người khác bắt nạt,